Hello, chúc mừng năm mới. Hôm nay tôi đang đứng ở thành phố Bắc Giang và rất là nhiều những cái nhà trọ. Hôm nay thì mọi người đã đi về quê ăn Tết rồi, nhưng mà rất là nhiều cái nhà trọ tên rất là hay, nhà trọ văn minh dành cho người tử tế, đấy, phòng VIP giá bình dân, đấy, rất là tên là hay. Và nhà trọ an cư thì một trong những cái tên mà đặt cho những cái bất động sản của mình, làm cho gia tăng và tiếp cận luôn được cái tệp khách hàng chất lượng, ví dụ như nhà trọ an cư chẳng hạn này, hoặc là nhà trọ VIP giá bình dân dành cho người tử tế, cũng loại luôn những cái thành phần mà tệ nạn xã hội hoặc là không tử tế thì sẽ không mà được vào đây. Đây cũng là cách PI rồi xác định luôn cái tệp khách hàng đối với những người mà làm cho thuê, đúng không ạ? Vâng, đầu xuân năm mới kính chúc quý anh chị khách hàng năm mới được bình an và là đầu tư đâu tháng đó, và nhớ là ủng hộ tôi share chia sẻ những cái bài viết và hoặc là có những cái để lại cái bình luận nào thì comment bên dưới nhé.